Xây hội Đông Phương bão đầu ý, xây hội Đông Phương tình sâu chắc sáng đi, thọ an lành rước tiền chúa tiên gành nghỉ lễ tiến trong hồng tiên bể gành ai đồng đông vật cho đường dài không phê mừng hội mão vui say khi xin đón xuân về cha mẹ mong con là ý gọi bốn phương mà đầu chảy hội trên đông của ý song.
mở hôi đánh cờ ai à. Miếng chức để trông ngã thích ta không giảng kim phục hòa thật cận thánh chưa thì trùng hương xa đủ cho nam đủ trẻ đủ già
ai ai cũng được bắt hoa ra hồng. Lộc đi đã tháng ngày ấm no muôn đời sau.
bướm lượn bay đón chân trâu về. Dòng trời ngàn quê ngàn đào à, ý à. Dòng trời rừng quê rừng đào, khi ra thác khoai ngày vào thác con, chim kêu vượt ru đồng non ý thanh gia ngồi cùng ngồi đồng ba phủ nghiêm quân đi để tam châu thoại thành tần thanh tích tăng cung giảng nghiệp vụ hoàng tân cận thánh chúa thiên trùng thương ca lâm tâm già lần từ bi mẫn chúng sinh vô ngã kim định về khai quang phả chiếu lên chung thay ra hồi đụng thái xã danh quý hương nghề có chồng đệ tử hạch dành soi truyền thủ sắc mỹ hoàng thiên điều thời thủ sắc mỹ hoàng ngực động mê ánh bóng khắp biển ấy chân gian để dâng nhang dâng đến tam bảo mười phương độ trì dâng nhang biệt điện từ bi khai quang dòng nhan thập kỳ diệu quang miệng chứng đến trung ngã thích tăng cúng giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trùng vương dâng mộng múa cờ dâng ý mùa là tình ta tình ta ta thích ý tình ta à, tứ phủ thì thông mà khắp sai khắp sai tứ phủ thì thông chiếu dùng cộng chúa đồng giúp và
dần. Thành ra ngồi tích cũ lê triều bỏ trang, tích cũ lê triều ba suối lẫn công chúa mỹ miều diễn hương. Thành ra ngồi sơ lục công nương sắc phong, mà chầu lục cung nương vốn tộc lành tộc sinh ra trên thượng. Là nơi cát đĩa chiến tư ngàn, sâu khí là nơi bà chú tiền vâng lệnh y lời. Trần thị hương tâm mi động bao tai, tháng năm mi giờ tí mùng mười. Điều hơn họ cả bạn làng mừng rỡ xiết bao được như ý muốn sợ cầu con tàu hóa đến cơ gì
lập tức thì ngày đôi mười tháng chín ba thu về xa lánh hồn hoa y nghĩ à y à à ơi à. Dâng nhang miệng niệm từ bi thân cận thành xưa thiên trung phương Sơn về đây.
khăn làm máu lục tình người nhà. Kiềng vàng hoan ngọc lắm lời ngàn lý nhà. Nét đoàn trang ai mà sáng đỏ, chờ anh đi ta không tiếng vàng thì là ơi nhà. Vì nó tiên nàng nguyệt ấy khi chợ họp sắm ba thổ mang đi hiện ra người ra bán hàng chơi sơn lâm rừng vắng đồi chín tư châu thổ là nơi quê nhà vốn tiền nữ hằng hà sáng thế phải trần phạm ai dễ biết đâu ra cùng. Kim sao không thỉnh mời cho bảy kim sao đêm đêm trao mắt nghe vòng đào hoa ca thay ra người cùng đồng đồng thì chẳng mê nhưng phát cười khởi nghĩa trao bát thì danh nghĩ hoàng đồng thay ra người cùng theo mẫu về trời tuy rằng theo mẫu nguy về trời anh ly xuất hiện núi đổi thanh hoa. Dòng sơn đi phố cát nghi thực là thế trang nghiêm ý. Nhận quê nhị là đi bông hoa thơm mi
nhất ni quê nhì làm ni, nhất ni thanh nhì sắc, bà làm việc quan ở trong ý ngắn chiều là tinh tăng tình ta tăng tinh tình. Lập ở bên đàng ngôi đền thờ, lập ở bên đàng cây cao bóng mát tràn hoàng uy nghi. Thành ra hồi ai lên trên đồng bỏ chi lăng, sầu bời nữ hiền cương giận tiền của chiều. Thành ra hồi Bắc Lệ mà xa có ai đi, Bắc Lệ bao xa ai đi chiêm bái, nhớ qua đêm đèo. Trên thông mang xeo, dưới thời trúc hoa dậy chim rừng, ca hát đêm thâu hỏi thăm Bắc Lệ đi vào xuống ga Bắc Lệ các ghế đi đền thờ châu bé thấp cả hôm mấy tầng, ngàn cỏ hoa nghiêng mình xuống lá bầy chim mua bách nghi tú quỳ tâu chim oanh díu dít xế thú lâm sơn, mọi vẻ mọi sinh trời bột đầu gió mát trăng thành
căn tù mà khoai mơn đỗ lạc y sắn đồi rượu tăm bạc chi âm mi đồng đào tám ưu áo kim tuyền yêu điều thước tha ý nghĩ ý nghĩ hai sao đôi đón tu lờ sao quay miệng trâu cười chăm tông huê đua nở hát vang lừng tiếng thổ tiếng kinh nha
Ngồi cùng